Còn cái chuyện bạn Ngọc Lan cũng như bạn Trương Thanh Long là nam chính nữ chính của phim, có một vài cảnh nóng, hay là bạn Trương Quỳnh Anh có cùng với bạn Lý Bình có một cái cảnh nóng như thế, mình nghĩ cái chuyện khoanh vùng này nó cũng hơi khó, vì phim truyền hình mình làm quá thì anh Hải về anh cũng cắt hết à, ban giám đốc Duyệt Đại cũng cắt hết, nhưng làm sao cho đủ gợi cảm, chả lẽ yêu nắm tay có bầu, mình không thích điều đó, hoàn toàn không bao giờ thích điều đó. Phim Việt Nam thường thường người ta hay nói như thế, nắm tay là có bầu, không phải lên giường một chút và phải gợi cảm, ta yêu người ta phải có ánh mắt xác thực một chút, nhưng làm thế nào để không bị cấm, thế là tôi phải làm cho đẹp. Nhưng muốn làm đẹp đó phải có anh Nghiêm Bá Hoài, ảnh quay mới đẹp, mới smooth được. Dạ bây giờ chính chủ đi, Trương Thanh Long và Ngọc Lan chia sẻ cho bạn là cái cảnh đó nóng quá không, tại hai bạn đều body đẹp á, rồi có cái giờ chiếu mà giờ khuya khuya vậy có gì không? Dạ đây là toàn là body, diễn viên nào cũng đẹp á, nam nữ đều đẹp hết. Dạ bởi vậy anh không có cảnh nào nóng hết trơn. Anh ơi, đứa nào nói trước? Em sẽ chào mọi người à. Thật ra body đẹp lắm cho nên anh Hòa anh quay anh toàn phải che thôi. Em nói chút xíu về những cái cảnh gọi là xác thịt của hai anh em ở trong phim. Sao ta, dĩ nhiên là cũng phải check trước về vấn đề sức khỏe, coi là có, tại vì đang trong tâm dịch cho nên là những cái chuyện mà đụng chạm nhau, tiếp xúc quá gần với nhau thì nó cũng khá là nguy hiểm, nên là tất cả thành viên của đoàn thì cũng thực hiện làm sao mà để đảm bảo được cái sức khỏe an toàn nhất cho thành viên trong đoàn cũng như là cho người thân của từng thành viên trong đoàn phim. Em chia sẻ một tí về những cái cảnh nóng đó là như thế này nè. Em rất là may mắn là trong 17 năm làm nghề thì đây là lần đầu tiên em được làm những cái cảnh nóng mà em rất là phê. Em rất là đã luôn. Mặc dù là anh như anh Phương cũng chia sẻ đó là phim truyền hình thì mình cũng không thể nào mà mình làm nó quá xác thịt, tại vì về cũng sẽ bị cắt hết. Nhưng mà cái vấn đề mà phê ở đây á, là em rất là phê với ánh mắt của anh Long. Em phê lắm mọi người ơi, mọi người mà xem phim bảo đảm mọi người cũng sẽ phê giống như em vậy đó. Với lại em quay với anh Long cái phim này em không có bị ngại về cái vấn đề mà đụng chạm với nhau, là bởi vì ảnh rất là tử tế. Trước khi quay là ảnh xịt miệng rồi ảnh khoe với em ơi hôm nay là anh đánh răng nha, bây giờ trước khi quay là anh đánh răng nè, có xịt miệng luôn nè, có súc miệng luôn nè, em xịt luôn anh xịt cho. Thế là hai anh em cùng chung một mùi, và có một cái kỹ cái mùi xịt miệng anh thơm lắm, anh thích không mà ảnh cho anh biết. Với lại có một cái kỷ niệm nữa em rất là muốn chia sẻ. Đó là cái hôm đó quay cái cảnh đó là nói chung hai anh em mình quyết liệt với nhau trong từng cái phân cảnh, nó đều có những cái cảm xúc rất là nhiều. Đặc biệt là cái vai của anh Long là thể hiện cảm xúc nhiều lắm. Và nước mắt chưa ra thì nước mũi đã ra rồi mọi người. Cho nên là những cái cảnh, cái ngày hôm đó quay ở trong cái khách sạn là hai anh em hôn nhau mà dạ xin thưa em vừa nếm được nụ hôn của ảnh mà em vừa nếm luôn được nước mũi của ảnh luôn. Nên là nụ hôn đó đối với em rất là đặc biệt, và có lẽ là đặc biệt nhất trong sự nghiệp diễn xuất của em. Nó rất là đậm đà và mặn mà. Dạ anh nói đi, em nói hết rồi. Dạ xin chào các anh chị báo chí ạ. Cảm ơn vì đã đặt câu hỏi. Là thật ra thì Long cũng đón cảnh nóng với Lan, và cái chuyện mà hai anh em cảm thấy vô cùng thoải mái là tại vì hai bạn diễn cũng kiểu giống như là có chơi với nhau bên ngoài và anh em rất là tôn trọng nhau, nên thành ra là những cái cảnh nóng của Long với Lan thì hai anh em cảm thấy giống như là sao ta? Giống gì vậy? Không, em phê thiệt anh ơi, em nói thiệt. Tới hồi mà vô cảm xúc một cái rồi là em quên mất ở bên ngoài là có bao nhiêu người luôn á. Và cái chuyện mà nước mũi đó thì Long cũng nói luôn. Nó hơi ghê nhưng mà thật ra là Lan cũng không có phải vừa. Đó là sau khi mà đóng cảnh mà Lan nếm nước mũi của Long thì cảnh mà Long vừa đè Lan xuống là Lan xì nước mũi ra cho Long nếm lại. Nên thành ra đây là chuyện vui của anh em thôi, nhưng mà thật sự là cũng có thể nói là Lan có được cái nụ hôn mà mặn mà nhất trước. Giờ thì Long cũng có một cái nụ hôn nó cũng đặc biệt không kém, tại vì Lan thì cũng như là cô gái mà trả thù ngay lập tức. Thật ra thì nói cái chuyện vui đó để cho mọi người hiểu rằng là
trong cái cảnh quay, những cái cảnh quan trọng như vậy á, quan trọng hay không quan trọng đi chăng nữa, mà lỡ có xảy ra những cái sự cố nào mà máy quay không thấy á, thì tất cả các diễn viên cũng đều phải cố gắng để hoàn thành xong cái cảnh đó, chứ để không thôi là cực tất cả mọi người. Nên là cũng rất là mong mọi người sẽ ghi nhận những cái cảnh như vậy để mà hiểu được cái sự cực khổ của anh chị em diễn viên. Em còn muốn nói nhiều lắm á mọi người ơi, mà em không dám nói, em sợ hết giờ. Em nghĩ như vậy nè, mình nên cho các nghệ sĩ, các diễn viên khác nói một tí về cái vai diễn của mình trước khi mà các chị hỏi tiếp, bởi vì là em sợ mình để cho dạ câu dạ dạ hỏi tiếp ạ. Dạ rồi, em mời các chị hỏi tiếp ạ. Tương lai em cũng sẽ là gái một con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.